câu 171. Hợp chất thơm A có công thức cấu tạo phân tử là C8H8O2. Xà phòng hóa thu được hai muối, vậy khi và chỉ khi nó là este của phenol. Este của phenol. Và bởi vì nó là este của phenol ạ, bởi vì nó là este của phenol thì hoàn toàn mình suy ra anh đầu tiên là anh gì ạ? HCOO này, C6H4 này, CH3 này. Đúng chưa? Riêng anh này thì có đồng phân như này. HCOO này. Vòng benzen này. Được chưa? CH3 đây là C3 điền đây vị trí số 1, vị trí số 2, vị trí số 3 nhá. Vậy là chúng ta có ba đồng phân anh này. Thứ hai là CH3COOC6H5 ạ. Ba đồng phân cộng một đồng phân nữa là có bốn đồng phân nhá. Bốn đồng phân là este của phenol. Và đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D nhá. Ok ạ. Câu 172. Câu 172 chúng ta có 4 nữa ạ. Ok ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy nhanh tay giúp chúng mình chia sẻ lại buổi học này lại về tường cũng như tất cả các bạn các cháu vào đây vậy ạ. Câu 172. Chuyên Quang Trung Bình Phước lần 2. Hãy cho biết các chất số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng hương là tráng hương ạ. Tráng hương thì nó phải có gì ạ? Có chó này. Hoặc là có HCOO này. Đúng chưa? Đấy gọi là tráng hương ạ. Vậy này, HCO là có một này. CH3COH là không này. C3COCH5 là không này. HCOH là có là hai này. C5H là không này. HCOCH3 có 3. 1 2 3 cháu nhá. Ba cháu, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 173. Câu 173. Chuyên Quang Trung Bình Phước lần 2. Thực hiện các thí nghiệm sau, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxy hóa khử là. Thực hiện các thí nghiệm sau và số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxy hóa khử. Oxy hóa khử nhá. Các cháu lưu ý nhá. Phản ứng xảy ra phản ứng oxy hóa khử. À, đầu tiên ạ, đồng vào sắt 3 thì mình có gì ạ? Đồng này cộng với lại sắt 3 cộng này để tạo thành đồng 2 cộng này cộng với lại sắt 2 cộng này. Đúng chưa? Vậy là đây có xảy ra phản ứng oxy hóa khử, một có. Hai, sục khí CO2 và ung dịch CaOH lần. Sục CO2 và ung dịch CaOH hai lần thì nó chỉ tạo thành CaCO3 cộng nước thôi. Vậy là không có phản ứng oxy hóa khử. Sục hỗn hợp NO2 và oxy vào nước thì mình thu được HNO3 đúng không? Có oxy hóa khử. Cho MnO2 và ung dịch HCl đặc nóng. MnO2 và HCl đặc nóng thì có phải mình thu được là MnCl2 cộng với lại Cl2 cộng với lại H2O không ạ? Vậy hoàn toàn đây là oxy hóa khử nhá, có này. Cho FeO và H24 đặc nóng thì nó thu được Fe2 SO4 3 lần cộng với lại SO2 cộng với H2O có thay đổi số xóa, có phản ứng oxy hóa khử. F3O4 và HCl mặc dù tạo thành FeCl2 cộng với lại FeCl3 nhưng đây không phải phản ứng oxy hóa khử nhá. Vậy mình có số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxy hóa khử là 1 3 4 5. Vậy mình có 4 thí nghiệm xảy ra phản ứng oxy hóa khử nhá. Đáp án đúng là đáp án D. Câu 174. Câu 174 đề chuyên Quang Trung Bình Phước lần 2 ạ. Cho phát biểu sau, số phát biểu đúng là có bao nhiêu phát biểu đúng ở các cháu? Nào có bao nhiêu phát biểu đúng là các bạn cùng trả lời câu hỏi này để thầy nghe xem nào. Để chúng mình nghe xem nào. Câu 174. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. Cái này chính xác chứ đúng không ạ? Để chứng minh trong phân tử glucose có nhiều nhóm hydroxin thì người ta cho dung dịch glucose phản ứng tráng bạc, chính xác. Saccharose và glucose đều phản ứng với CO2 hai lần ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch màu xanh lam, chính xác. CH3COH2 anh này cùng dãy đồng đặc với anh này là sai, được chưa? Vậy ở đây chúng ta có số phát biểu đúng là 1 2 3, 3 phát biểu đúng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 3 phát biểu đúng nhá. C. Ok ạ. Chúng ta làm những câu này rất là kinh điển luôn. Câu 175 ạ, những câu phần này là phần lý thuyết đếm nhận định ạ. Rất căng. Câu 175 chuyên Quang Trung Bình Phước lần 2 thực hiện các thí nghiệm sau. Thực hiện các thí nghiệm sau. Trong các thí nghiệm trên số thí nghiệm có khí thoát ra là. Trong các thí nghiệm trên số thí nghiệm có khí thoát ra là. À, chỗ này mình phải tỉnh ạ. Có bao nhiêu thí nghiệm có khí thoát ra các cháu? Nào, có bao nhiêu thí nghiệm? Có bao nhiêu thí nghiệm? À đâu đúng rồi, sorry cả nhà, câu 174 ạ, chúng mình mắt lé ạ.
Để chứng minh cho phân tử glucose có nhiều nhóm hydroxyl, người ta phải cho glucose phản ứng với lại COOH hai lần cơ. Tráng bạc là chứng minh nhóm chó. Chất béo không tan trong nước, nhẹ ăn nước nhưng tan chiều trong dung môi hữu cơ là đúng. Xác glu màu xanh lam. Sorry ạ, số phát biểu đúng chúng ta là B2 ạ. Sorry cả nhà nha. Câu 175 ạ. 175. Chuyên Quang Trung Bình Phước lần 2 thực hiện các thí nghiệm sau. Thực hiện các thí nghiệm sau. Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có khí thoát ra là, trong các thí nghiệm trên, thí nghiệm có khí thoát ra là, đầu tiên mình có, đây là H cộng nhé, đây là NO3 trừ nhé. Vậy mình có H cộng này, ăn NO3 trừ này, ăn sắt 2 cộng này, để tạo thành sắt 3 cộng, cộng với lại NO, cộng với H2O. Vậy đây mình có khí là khí NO bay ra, một chảo. FS vào dung dịch HCl, thì mình có gì ạ? H2S cộng FeCl2, có khí bay ra là H2S. Si vào NaOH đặc thì mình thu được Na2SiO3 cộng H2 bay lên nhá, có khí bay lên là hydro. Vậy là một có khí NO, hai có khí H2S, ba có khí H2, 4 COS không tan trong H2 bốn loãng nhá. COS không tan trong H2 bốn loãng, vứt. Được chưa? Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ mà ngăn xốp thì mình thu được NaOH cộng với lại CL2 cộng với lại H2. Vậy đây mình có thu được khí tiếp. Vậy trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có khí thoát ra là I1 thì có khí NO, I2 có khí H2S, I3 có khí hydro và I5 thì có khí clo và hydro. Vậy ở đây mình có là 1 2 3 5, mình tổng cộng có 4 thí nghiệm có khí thoát ra. Đáp án đúng là đáp án C ạ. 4 thí nghiệm có khí thoát ra các cháu nhá. Ok ạ, 176 đáp án gì ạ? Nào cả nhà cùng comment đáp án xem 176 đáp án gì ạ? 176. Tiến hành các thí nghiệm sau. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số thí nghiệm thu được kết tủa là. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số thí nghiệm thu được kết tủa là H2S vào FeS số 4. H2S mà vào FeS số 4 thì không có kết tủa nhé, không có cái gì sinh ra cả. H2S vào PbNO3 lần thì mình thu được kết tủa PbS, được chưa? PbS nhá, một cháu có kết tủa. CO2 vào NaLO2 mình thu được kết tủa AlOH 3 lần, được chưa? Hai cháu kết tủa. Sục CO2 dư, do là CO2 dư nên nó chỉ tạo thành CaHCO3 hai lần thôi, cũng không có kết tủa. Sục NH3 dư và Al2 bốn ba lần thì mình thu được AlOH 3 lần kết tủa, có kết tủa luôn. Vậy ở đây số thí nghiệm thu được kết tủa là 2 3 5. 2 3 5 là thu được kết tủa. Vậy đáp án đúng chúng ta là C 3. 3 3 thằng thu được kết tủa nhá. Câu 177. Câu 177 đề chuyên Vinh lần 1 2 3 5 nhá. Đề chuyên Vinh lần 1 ạ, cho phản ứng sau. Cho các phản ứng sau, số phản ứng có phương trình ion rút gọn là, số phản ứng có phương trình ion rút gọn là HCO3 trừ cộng OH trừ tạo thành CO3 trừ cộng nước. Thế ở đây mình có này, phản ứng A mình loại thành NH3. Tại vì NH3 nếu mà nó là phương trình ion rút gọn thì NH3 tồn tại trong phương trình ion rút gọn, nhưng ở đây không có, đúng chưa? Và tương tự đáp án B cũng loại NH3 nhá. Đáp án D thì mình loại BaCO3, tại vì kết tủa phải tồn tại trong phương trình ion rút gọn, và ở đây trong phương trình ion rút gọn này không có kết tủa. Tương tự đáp án E cũng loại. Vậy ở đây chúng ta chỉ có một đáp án đúng thôi, đó là gì ạ? C ạ. Chỉ có C thì mới có phương trình ion rút gọn là HCO3 trừ cộng OH trừ tạo thành CO3 trừ cộng nước. Các cháu nhìn rõ chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là gì ạ? Là B bỏ 1. Ok. Câu 178 ạ. Câu 178 ạ. Đề chuyên Vinh lần 1 năm 2019. Cho dãy các tơ sau. Cho dãy các tơ sau. Số tơ trong dãy thuộc loại tơ polyamide là. Số tơ trong dãy thuộc loại tơ polyamide là cellulose acetate. Không phải ạ. Capron là polyamide, một cháu. Nitron không ạ. Visco cũng không ạ. Nilon 6 có và nilon 676 có. Vậy ở đây mình có này, số tơ thuộc loại tơ polyamide là capron là 1, nilon 6 là 2, nilon 676 là 3, chúng ta tổng cộng có 3 cháu. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 179. Cho các phát biểu sau. Câu 179. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu sai ạ, đề bài bảo chúng ta là số phát biểu sai các cháu nhá. Nhớ để ý từng từ một của đề bài ạ. Số phát biểu sai là glucose được dùng để tráng gương, tráng ruột phích và làm thuốc tăng lực, chính xác.
Thành phần chính của cồn 75 độ mà trong y tế thường dùng để sát trùng là methanol sai. Nó là ethanol nhé. Để ủ hoa quả nhanh chín và an toàn hơn thì có thể thay thế C2H2 bằng C24. Chính xác. Hàm lượng tinh bột trong ngô cao hơn trong gạo là sai. Trong gạo phải cao hơn trong ngô. Axit glutamic là thuốc ngăn ngừa và chữa trị các triệu chứng suy nhược thần kinh, mất ngủ, nhức đầu, ù tai, chóng mặt. Chính xác. Vậy ở đây chúng ta có số phát biểu sai là mấy ạ? Một, hai ạ. Hai cái phát biểu sai và ba cái phát biểu đúng. Mà đừng chọn phát biểu đúng nhé, phải chọn phát biểu sai ạ. Hai ạ. B, bỏ. Ok. 180 ạ. 180. À, cái chỗ này chúng mình để cho bố cái đáp án ở đây các cháu nhìn nhá. 180 thực hiện các thí nghiệm sau. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số thí nghiệm thu được kết tủa là, đấy, số thí nghiệm thu được kết tủa là, được chưa? Nào, vậy ở đây mình có số kết tủa là gì ạ? BeOH lần tới dư vào FeCl2 nhá, thì nó là gì ạ? FeOH2 lần kết tủa, được chưa? Tiếp tục là KH4 vào BaCl2 nhá, thì mình thu được mấy kết tủa? Đấy, thì thu được BaSO4 cũng kết tủa nhá. Tiếp tục là Na2S vào Fe2S4 3 lần thì mình thu được, mình không phải thu được FeOH3 lần đâu, mình thu được lưu huỳnh kết tủa nhá. Sục CO2 tới dư dung dịch NaLO2 thì mình thu được AlOH3 lần kết tủa, đúng không? Kim loại kẽm vào FeCl3 thì không có kết tủa. SO2 vào lượng dư dịch CO2 lần thì Ca2S3 kết tủa. Vậy mình có một cháu kết tủa, hai cháu kết tủa, ba cháu kết tủa, bốn cháu kết tủa, năm cháu kết tủa. Vậy tổng cộng ở đây mình có năm cháu kết tủa. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ, năm cháu kết tủa. Ok. Thế để mà làm được những phần này, chúng ta phải nắm thật vững các cái phương trình hóa học nha các cháu nhá. Nhớ đấy, nhớ thật kỹ đấy ạ. Câu 181 ạ. Câu 181, 181. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là làm phần này nát bét thì đi thi là cực kỳ chuẩn luôn, không có gì phải sợ hết, chú Bình độ hết rồi. Để loại bỏ lớp cặn CaCO3 trong ấm đun nước, phích đựng nước nóng, người ta có thể dùng giấm ăn. Chính xác. Để hàn gắn đường ray bị nứt gãy, người ta dùng hỗn hợp Termit. Chính xác. Để bảo vệ nồi hơi bằng thép thì người ta thường lót dưới đáy nồi hơi những tấm kim loại bằng kẽm. Chính xác. Hợp kim natri kali nhiệt độ nóng chảy thấp thường được dùng cho các thiết bị báo cháy. Chính xác. Để bảo quản thực phẩm nhất là rau quả tươi thì người ta có thể dùng SO2. Không ạ, sai ạ, hoa quả khô thôi ạ, tươi thì không được. Vậy ở đây mình có số phát biểu đúng là A đúng, B đúng, C đúng, D đúng. Mình tổng cộng có 4 phát biểu đúng. Đáp án đúng là đáp án A, 4 nhá. Ok ạ, 181 đáp án A. Ok, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay, rất là ủng hộ chúng mình bằng cách comment đáp án ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này, bởi đây buổi học free ạ. Câu 182 ạ. 182 đề chuyên quốc học Huế lần 1 năm 2019. Lần lượt bột sắt tiếp xúc với các chất. Số trường hợp tạo ra muối sắt 2 là. Lần lượt bột sắt tiếp xúc với các chất. Số trường hợp tạo ra muối sắt 2 là. Sắt tác dụng với sắt 3 để tạo thành sắt 2. Một cháu. Sắt không tác dụng với AlCl3. Vứt. Sắt tác dụng với CuSO4. Sắt tác dụng với CuS4 thì tạo thành sắt 2. Hai cháu. Sắt tác dụng với PbNO3 2 lần. Tạo thành sắt 2. Ba cháu. Sắt tác dụng HCl đặc. Bốn cháu. Sắt tác dụng HNO3 không, sắt tác dụng H4 đặc nóng không, sắt tác dụng với NH4O3 không, sắt tác dụng với clo thì tạo thành FeCl3 không, sắt tác dụng với lưu huỳnh thì tạo thành muối sắt 2 có. Vậy ở đây mình có 1 2 3 4 5, 5 cháu. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C các cháu nhé. Đáp án đúng là đáp án C, được chưa? C. 182 đáp án đúng đáp án C. Trừ AlCl3, HNO3 và H4 đặc nóng, NH4O3. Câu 183. Câu 183. Được chưa? Câu 183. Nào. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Các amino acid là những chất rắn dạng tinh thể ở điều kiện thường. Các amino acid là các chất rắn tinh thể ở điều kiện thường. Chính xác. Các peptide thì đều có phản ứng màu biure. Sai đúng không ạ? Nó phải là từ tripeptide trở lên, đúng không? Sai. Polyethylene được tạo ra từ phản ứng trùng ngưng. Alkylnitric sai, polyethylene là phải trùng hợp. Ethylene. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Thủy phân este trong môi trường axit thuận nghịch, chính xác. Các trieste đều có phản ứng cộng hydro. Trieste phản ứng cộng hydro, tristerin là không có cộng hydro được, sai.
Các cái te thì thường dễ tan trong nước và có mùi thơm. Este dễ tan trong nước là sai, este gần như là không tan trong nước. Phenol và anhydride formic có tham gia phản ứng trùng ngưng. Phenol và anhydride formic thì có tham gia phản ứng trùng ngưng, chính xác có. Vậy đây mình có 1 2 3 nhá. Mình có 1 2 3 3 nhận định đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. 1 2 3. Câu 184. Câu 184. Chuyên Quốc học Huế lần 1 năm 2019 ạ, thực hiện các thí nghiệm sau. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxy hóa khử là. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxy hóa khử là. Cho etinacetat tác dụng với dung dịch KOH. Etinacetat tác dụng với KOH thì không phải phản ứng xóa khử các cháu nhé. Bỏ ạ. KHCO3 vào dung dịch axit acetic cũng không phải phản ứng xóa khử ạ. Không có sự thay đổi siêu xóa. Glycerol tác dụng với natri sinh ra hiro này, sinh ra đơn chất này. Vậy đây là phản ứng xóa khử một cháu này. Glucose tác dụng với Ag3 trong NH3 dư bạc cộng biến về bạc không này, có sự thay đổi số xóa này, hai cháu này. Glucose tác dụng với COH hai lần ở nhiệt độ thường không có sự thay đổi số xóa này, vứt này. Đun nóng hỗn hợp triolein và hydro, hydro đây là H2, H0 trở về H cộng 1. Có sự thay đổi số xóa này, ba này. Vậy ở đây mình có số thí nghiệm xảy ra phản ứng xóa khử là 1 2 3. Ba thí nghiệm, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ba thí nghiệm các cháu nhé. 184 chúng ta có 3 thí nghiệm. 3 là 1, 4 là 2 và 6 là 3. Bạn đáp án đúng đáp án A. Chúng mình thấy có rất rất nhiều bạn comment bị nhầm lẫn ạ. Không sao cả, ở đây chúng mình giúp đỡ cho các cháu chiến thắng trong những phần này ạ. Ok ạ, cố gắng ạ. Chúng ta cùng cố gắng nhá. Hãy chia sẻ lại buổi học này, bởi đây một buổi học free ạ, và giúp chúng mình tất cả các bạn của các cháu ở đây ạ. Câu 185. Chuyên Quốc học Huế lần 1 năm 2019. Cho các thí nghiệm sau, số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là xảy ra thôi, ở đây người ta chỉ yêu cầu là xảy ra thôi. Saccharose có hoạt đa kề tác dụng đối với COH hai lần, một cháu. Fructose tác dụng đối với hydro tại vì nó có nhóm chức ceton, hai cháu. Fructose ăn được AgNO3 trong NH3 dư, do trong NH3 thì fructose chuyển thành glucose nhá. Glucose thì tác dụng được với AgNO3. Ba cháu. Glucose tác dụng đối với hydro, bốn cháu để tạo thành sorbitol. Saccharose không ăn được AgNO3 trong NH3, vứt. Glucose ăn được COH hai lần tại vì nó có OH đa kề, được chưa? Vậy ở đây chúng ta có bao nhiêu ạ? 1 2 3 4 5, tổng cộng mình có 5 cháu. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 5. Câu 186 ạ. Câu 186. Cho các mệnh đề sau, số phát biểu đúng là. Cho các mệnh đề sau ạ, số phát biểu đúng là. Trong này có bao nhiêu phát biểu đúng ạ? Thủy phân este trong môi trường kiềm thì được gọi là phản ứng xạ phòng hóa, chính xác. Các este có nhiệt độ sôi thấp hơn axit và ancol nó cùng carbon, chính xác, bởi vì nó không có liên kết hydro nhá. Trimetinamin là một amin bậc 3. Trimetinamin CH3 đúng rồi, nó là một amin bậc 3, chính xác luôn. Có thể dùng COH hai lần để phân biệt ala này mình không hiện tượng, nhưng mà ala thì cho chúng ta màu màu gì ạ? Màu tím, có thể phân biệt chính xác. Ni lông 6,6 được trùng hợp bởi hexametylendiamin và axit adipic, chính xác tiếp. Chất béo lỏng dễ bị oxy hóa bởi oxy không khí hơn chất béo rắn, chính xác. Vậy ở đây chúng ta có tất cả đều đúng ạ. A B C D E G đều đúng. Vậy đáp án đúng chúng ta là có 6 nhận định đúng, đáp án đúng là đáp án A. Câu 187. Câu 187 đề chuyên Thái Bình lần 2 năm 2019. Đề chuyên Thái Bình lần 2. Các cháu cũng comment đáp án với chúng mình vậy ạ. Ok ạ. Rất là cảm ơn các cháu. Câu 187. Cho các chất sau, số chất vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH trong điều kiện thích hợp là. Cho các chất sau này, số chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl. Acid glutamic vừa có nhóm NH2, vừa có nhóm COH, có. Amoni propionate cũng có luôn. Trimetinamin là không, cháu này chỉ phản ứng với HCl, không phản ứng với NaOH. Metinamoni acetat, đây là muối amoni, có luôn. Ni lông 6,6 có NHCO nên chắc chắn có. Vậy số chất vừa phản ứng được với HCl vừa phản ứng với NaOH là 1 2 3 4, chúng ta tổng cộng có 4 cháu ạ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D ạ, 4 ạ. Ok không ạ? D ạ, 4 ạ.
Đúng ạ, đáp án đúng là đáp án C. Ok ạ, ok, chú Minh vừa nhìn lại thì câu 186 hơi bị lỗi chút ạ. Ni lông 6,6 phải được trùng ngưng chứ không phải trùng hợp ạ. Thế là cái ý E này sai các cháu nhé, C, E sai ở chỗ trùng hợp ạ, may thế. Ok ạ, vậy ở đây là mấy ạ? Ở đây là mấy ạ? 6 trừ đi 1 thì còn 5 thôi ạ. Ok, thank you cả nhà đã nhìn ra cái lỗi của chúng mình ạ. Ok, rất là cảm ơn ạ. Đây này, đây chúng mình đọc lướt ạ. Đây là trùng ngưng chứ không phải trùng hợp nhé. Trùng hợp là sai, trùng ngưng. Đấy chưa? Câu 187 thì chỉ có mỗi một cái chất là tribetiramin là không phản ứng với NaOH thôi. Vì vậy nên là mình có tất cả axit glutamic này, amoni propionate này, metinamoni acetate và ti lông 6,6 thì đều phản ứng được với NaOH. Ok nhá. Câu 187 đáp án đúng là đáp án C nhá các cháu nhá. Ok ạ. Nào, câu 188 ạ. Câu 188 ạ. Tiến hành các thí nghiệm sau, số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa. Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là có bao nhiêu thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa? Ok ạ, cả nhà cùng nhìn xem ạ, bao nhiêu thí nghiệm cùng xảy ra ăn mòn điện hóa. Ngâm lá đồng trong dịch Argon-O3. Vậy mình sẽ có hai cặp điện cực là đồng bạc có ăn mòn điện hóa, một cháu. Ngâm lá kẽm trong dung dịch HCl loãng thì đây chỉ là ăn mòn hóa học thôi, vứt. Ngâm lá nhôm trong dung dịch HCl cũng chỉ ăn mòn hóa học thôi, vứt. Ngâm hợp kim sắt đồng trong dung dịch HCl thì ăn mòn điện hóa, hai điện cực khác nhau mặt bản chất trong môi trường dung dịch chất điện ly có. Để một vật bằng gang hợp kim sắt carbon ngoài không khí ẩm, hai điện cực đúng chưa khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau có. Ngâm lá đồng vào dung dịch Fe2SO4 3 lần. Đây là chỉ ăn mòn hóa học không phải ăn mòn điện hóa. Vậy ở đây mình có số thằng phản ứng ăn mòn điện hóa học là 1, 2, 3. 3 thằng. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ 3 anh ăn mòn điện hóa học nha. Câu 189 ạ. Câu 189 ạ. 189 cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là câu 189 cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là tất cả các peptide thì đều có phản ứng màu bí ure đúng hay sai ạ? Tất cả các peptide thì đều có phản ứng màu bí ure đúng hay sai? Sai ạ. Nó phải là gì ạ? Từ các tripeptide trở lên ạ. Đúng chưa? Phải là từ các tripeptide trở lên chứ còn tất cả là sai. Dipeptide là những peptide chứa hai liên kết peptide. Sai ạ. Dipeptide là các peptide mà chứa hai gốc alpha amino acid. Muối phenin amoni clorua không tan trong nước, sai ạ. Tất cả các muối amoni thì đều tan tốt trong nước. Ở điều kiện thường, metinamin và etinamin là những chất khí có mùi khai, chính xác. Vậy ở đây mình có D ạ, một phát biểu đúng thôi ạ, chỉ có một phát biểu đúng thôi. Nên đáp án đúng 189 chúng ta đã đáp án B, bỏ. Ok, rất nhiều bạn comment đúng luôn. Ok, rất chính xác. Câu 190 ạ. Câu 190. Cho các chất sau. Cho các chất sau. Số chất tham gia phản ứng thủy phân là. Cho các chất sau số chất tham gia phản ứng thủy phân là. Saccharose thủy phân là 1, glucose là monosaccharide không thủy phân. Tinh bột thủy phân là 2. Cellulose thủy phân là 3. Fructose không tham gia phản ứng thủy phân. Vậy số chất tham gia phản ứng thủy phân là 1, 2, 3. 3 chất tham gia phản ứng thủy phân. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 3 chất tham gia phản ứng thủy phân nha. Ok ạ, rất là dễ đấy phải không các cháu? Ok. Câu 191. Lụi mà trúng C thì đứa nào lụi cũng đúng hết à? Câu 191 cho các loại tơ sau, số tơ tổng hợp là số tơ tổng hợp là tơ tổng hợp nhá. Bông là tơ thiên nhiên vứt đi này. Được chưa? Capron là gì ạ? Tổng hợp. Cellulose acetate là bán tổng hợp vứt đi ạ. Tơ tằm là thiên nhiên vứt đi ạ. Đúng chưa? Tơ nitron là tơ tổng hợp, tơ ni lông 6,6 là tơ tổng hợp. Vậy 1 2 3, 3 cháu là tơ tổng hợp các cháu nhá. Đáp án đúng là đáp án B ạ. Ok ạ, đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Câu 192. Câu 192 đề Nghệ An lần 1 năm 2019. Đề Nghệ An lần 1 năm 2019. Cho dãy các polymer gồm số polymer được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp là. Cho dãy các polymer gồm số polymer được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp là. Tơ tằm là không phải là trùng hợp rồi. Đúng chưa? Tơ cáp rông cũng không phải trùng hợp, đúng không? Nó là trùng ngưng. Nitron là trùng hợp. Được chưa? Vinin clorua là trùng hợp, vậy mình có hai thằng, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, 2 nhá. Câu 193. Câu 193 đề Nghệ An lần 1 năm 2019. Câu 193 đề Nghệ An lần 1 năm 2019 cho các chất sau. Cho các chất sau. Số chất hòa tan được CuH2 lần ở nhiệt độ thường là. Số chất hòa tan được CuH2 lần ở điều kiện thường là.
Những chất nào hòa tan được CO2 đây là điều kiện thường ạ. Axit acetic là 1. Glucose là 2. Saccharose là 3. Lòng trắng trứng là 4. Triolin chịu. Cellulose chịu. Alkoxylic chịu. Vậy là 1, 2, 3. 3 cháu hòa tan được ở điều kiện thường. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 194. Câu 194. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau ạ? Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau ạ? Đầu tiên tác dụng bên áo hoạt theo tỷ lệ mol 1:1. Thì cháu này có hoạt đính vào vòng thơm, cái cháu này có này. Cháu này thì có hoạt đính vào vòng thơm nhóm COH, vậy không phải là 1:1 nữa mà là 1:3 mất rồi. Vứt ạ. Cháu này có nhóm OH đính vào vòng thơm lại có nhóm COH là 1:2 phản ứng với đá OH mất rồi. Vứt cháu này tiếp ạ. Cháu này là có este đính vào phenol có nhóm OH 1:3, vứt tiếp ạ. Cháu này 1:1 có, vậy là hiện tại mình lọc được còn hai cháu. Tiếp tục là tác dụng với natri dư tạo ra số mol hydro bằng số mol phản ứng. Vậy khi phải chỉ khi ít nhất phải có hai nhóm OH. Cháu này thỏa mãn hai nhóm OH. Cháu này có một nhóm OH thôi ạ, vứt tiếp ạ. Vậy ở đây mình có này, thỏa mãn cả hai điều kiện A và B thì chỉ có một chất duy nhất thôi. Đáp án đúng là đáp án C. Được chưa? Đáp án đúng là đáp án C. Ok không ạ? Đáp án đúng đáp án C. Nha. À, ô lệ. À, chúng mình vừa đếm nhầm ạ. Ok ạ, câu 193. Cảm ơn tất cả các cháu đã phát hiện ra. 1, 2, 3, 4, mắt chúng mình bị lé. Đáp án đúng là đáp án B ạ. Ok ạ, thank you cả nhà. Câu 195 ạ. Câu 195 ạ. Số nhận định đúng ạ. Số nhận định đúng ạ. Câu 195 đề Nghệ An lần 1 năm 2019. Số nhận định đúng là có bao nhiêu nhận định đúng ở trong này ạ? Ở điều kiện thường anilin là chất lỏng. Ở điều kiện thường anilin là chất lỏng chính xác. Glucose và saccharose đều là chất rắn không màu giải tan trong nước chính xác. Dung dịch axit acrylic làm hồng dung dịch phenol và talin. Phenol và talin thì nó làm sao ạ? Nó là chỉ để chỉ thị màu của thằng bazơ thôi. Còn axit này là quy tím không thể làm hồng được. Dung dịch lòng trắng trứng thì bị đông tụ khi đun nóng chính xác. Được chưa? Dung dịch phenol thì làm đổi màu quý tím, phenol không làm đổi màu quý tím. Hydro hóa hoàn toàn triolein thì phải thu được tristearin chứ không phải tripalmitin. Vứt. Tinh bột là đồng phân của cellulose sai ạ. Mặc dù công thức phân tử giống nhau nhưng mà N của nó khác nhau nên không phải. Vậy mình có số nhận định đúng là 1, 2, 4. Mình có 4 nhận định đúng thôi. Đáp án, sorry ạ. 1, 2, 4 là có 3 thôi ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 3 nhận định đúng nha. Câu 196 ạ. Câu 196. Câu 196 cả nhà chọn đáp án gì ạ? Câu 196 cả nhà chọn đáp án gì ạ? Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là cho dung dịch Ag đổ 3 dư và dung dịch FeCl2 sau phản ứng thu được hai kết tủa có đúng không ạ? Đầu tiên mình thu được kết tủa AgCl. Kết tủa thứ hai là bạc cộng cộng với lại sắt 2 cộng thì mình thu được kết tủa bạc nữa. Vậy thu được hai chất kết tủa chính xác. Kim loại đồng tác dụng với lại NaNO3 và H2O4 thì không thu được cái tủa gì cả. Nhưng mà nó có và tác dụng bởi vì ở đây có gốc NO3 trừ. Có H cộng thì coi như HNO3. Có phản ứng. Hỗn hợp Cu và F3O4 số mol bằng nhau. Thì không tan trong nước ạ. Hai thằng này làm gì có bao giờ tan trong nước được đâu. Đồng vào lượng dư FeCl3 thu được dung dịch chứa hai muối. Đồng này cộng với lại sắt 3 cộng mà dư này. Thì tạo thành đồng 2 cộng này. Cộng với lại sắt 2 cộng này. Vậy trong dịch còn tồn tại cả sắt 3 cộng dư nữa. Vì vậy đề bài bảo thu được hai muối là sai ạ, nó phải thu được 3 muối. Được chưa? Vậy ở đây ạ, từ từ ạ, tiếp tục ạ. Tiếp tục ạ. Nào, E ạ. Hỗn hợp nhôm và Na2O tỷ lệ tương ứng là 2 chia 1. Cháu này là 2 mol, cháu này là 1 mol thì chui vào đây mình thu được NaOH cũng là 2 mol. Vậy nó tạo thành Na AlO2 cũng là hai mol thỏa mãn luôn tan hoàn toàn trong nước dư chính xác. Cho Ba dư vào trong dịch Al243 lần sau phản ứng thu được hai chất kết tủa. Do ba dư nên mình chỉ thu được một kết tủa thôi, BaSO4, chứ còn thằng AlOH 3 lần thì nó tan hết trong BaOH thành lần dư, đúng chưa? Vậy ở đây cái này cũng sai. Đề bài hỏi số phát biểu đúng. Số phát biểu đúng của chúng ta là gì ạ? Đây ạ. A đúng, B đúng nhá, hai cái này. E đúng. Được chưa? Vậy mình có ba cái đúng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, ba cái đúng. Câu 197 ạ. Câu
197 ạ. 197 đáp án gì ạ? Đề Sở Giáo dục Bắc Ninh năm 2019. Đề Sở Giáo dục Bắc Ninh năm 2019 thực hiện các thí nghiệm sau. Sau khi các phản ứng xảy ra thì số thí nghiệm sinh ra chất khí là. Sau khi các phản ứng xảy ra thì số thí nghiệm sinh ra chất khí là, để những thí nghiệm nào sinh ra chất khí ạ? Điện phân dung dịch NaCl thì có phải mình thu ra khí clo và khí hydro không ạ? Một cháu. Cho FeO và H2O3 loãng dư đun nóng thì chắc chắn mình sinh ra khí NO, NO2 đúng không ạ? Bởi vì đây là sắt dương 2 lên sắt dương 3. Si vào dịch NaOH dư thì mình thu được Na2SiO3 cộng hydro 3 khí. Cho dịch NaHSO4 vào NaHCO3 mình sinh ra khí CO2 4 khí. Cho dịch FeNO3 2 lần vào dung dịch H2 4 loãng thì mình có sắt 2 cộng này, NO3 trừ này, H cộng này, mình khi sinh ra khí NO. Thêm cháu này nữa. Đinh sắt vào H2O4 đặc nóng dư thì mình thu được khí SO2. Thêm cháu này nữa. Vậy tất cả các cháu của chúng ta đều sinh ra khí A, B, C, D, E, G đều sinh ra khí. Các cháu nhớ phương trình nhá. Vậy là mình có tổng cộng là 6 thí nghiệm sinh ra chất khí ạ. Tổng cộng có 6 thí nghiệm sinh ra chất khí. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, 6. Câu 198. Câu 198 tiến hành các thí nghiệm sau. Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là. Tiến hành các thí nghiệm sau ạ. Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là. Thu được kim loại ạ. Cho magie vào dung dịch Fe2S4 3 lần dư. Do đây là sắt 3 cộng dư nên là chỉ có magie cộng với lại sắt 3 cộng để tạo thành magie2 cộng cộng với sắt 2 cộng thôi, không có ạ. Cho bột kẽm vào lượng dư dung dịch HCl thì tạo thành ZnCl2 cộng H2 cũng không thu được ạ. Dẫn khí hydro dư của ống sứ đựng bột CO đun nóng thì mình thu được đồng cộng với H2O ạ, có kim loại ạ. Cho bari vào lượng dư dung dịch CO4 thì trong này có nước thì không bao giờ thu được kim loại cả, vứt ạ. Không có kim loại ạ. Cho dung dịch FeNO3 2 lần vào AgNO3 thì mình có sắt 2 cộng cộng với bạc cộng thì tạo thành là sắt 3 cộng cộng với bạc ạ. Ok ạ. Thêm thí nghiệm nữa. Vậy ở đây số thí nghiệm thu được kim loại là mình có 3 và 4, 3 và 5 ạ. 3 và 5 vậy chúng ta thu được hai thí nghiệm thu được kim loại nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu 199. Câu 199 ạ. 199. Thủy phân xác carozơ trong môi trường kiềm. Thủy phân xác carozơ trong môi trường kiềm thì thu được glucose và fructose. Alpha glu và beta fructose chính xác. Muối phenin amoni clorua không tan trong nước chính xác. Trong phân tử peptide mạch hở gly ala gly thì có 4 nguyên tử oxy. Gly-ala có một, ala-gly có một nữa, một nhóm COH nữa, vậy tổng cộng có 4, chính xác. Lực bazơ của metilamin lớn hơn ammoniac, chính xác. Bản chất của quá trình lưu hóa cao su là tạo ra cầu nối SS giữa các mạch cao su không phân nhánh tạo thành mạch phân nhánh. Mạch phân nhánh là sai ạ. Mạch không gian ạ. Được chưa? Vậy mình có A đúng, B đúng, C đúng, D đúng. 4 phát biểu đúng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bò. 4 phát biểu đúng. Câu số 200. Câu số 200. Đề chuyên Hạ Long lần 2 năm 2019. Cho dãy các chất, số chất trong dãy có tính lưỡng tính là. Tính lưỡng tính ạ. Nhôm không ạ? Nhôm mặc dù tác dụng với cả NaOH và thằng HCl nhưng không được tính lưỡng tính ạ, bởi vì kim loại làm gì có tính lưỡng tính đâu ạ. Al2O3 là 1. AlCl3 không, AlOH3 lần là 2, mình có hai thằng nhá. Hai thằng có tính lưỡng tính. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, 2. D2. Ok ạ. Câu 1201 đáp án gì cả nhà ơi? 201 ạ. 201 đáp án gì ạ? Chuyên Hạ Long lần 2 năm 2019. Chuyên Hạ Long lần 2 năm 2019 ạ. Cho các thí nghiệm sau, số thí nghiệm kết thúc thu được chỉ dung dịch thu được có hai chất tan. À, chỉ thu được dung dịch chứa hai chất tan rồi. HCO3 cộng với OH trừ thì tạo thành CO32 trừ. CO32 trừ thì tạo thành kết tủa. CaCO3 không còn trong dung dịch và cộng NaOH dư một chất tan thôi, vứt. Một bon sắt tác dụng với 2,5 mol AgNO3 thì mình thu được ạ, sắt dương 2 và sắt dương 3 hai chất tan, chính xác. C ạ. Tác dụng với 5 mol NaOH đun nóng thì chắc chắn mình thu được gì ạ? CH3COONa là 1 này. CH3COONa
C6H5ONA là 2 này, và có cả NaOH dư là 3, 3 thằng, vậy là vứt. Một mol anh này tác dụng với 2 mol NaOH thì mình thu được NaCl là 1. Đúng không ạ? 2NCH2COONa là 2. Hai chất tan trong dung dịch, chính xác, D đúng. E. 2 mol CO2 tác dụng với NaOH thì mình thu được Na2CO3 và NaHCO3, ba chất ạ, được chưa? Được chưa? Vậy là ở đây thằng này thu được hai chất. Vậy đáp án đúng chúng ta là gì ạ? Dung dịch chỉ chứa hai chất tan B, D và E. B, D và E. B, D, E. Vậy hoàn toàn đáp án đúng của chúng ta là đáp án có 3 nhận định đúng nhá. Có 3 nhận định đúng ạ. Từ từ chúng mình nhìn một chút ạ. À sorry ạ, đây ở câu 199 này. 199 này lỗi ạ. Saccharose là không thủy phân trong môi trường kiềm ạ. Saccharose là thủy phân trong môi trường axit ạ. 199A sai ạ. Sorry cả nhà. Vậy ở đây là 4 thì bỏ đi là chỉ mình có 3 nhận định thôi ạ. 3 nhận định đúng thôi ạ. D ạ, đấy, mặt lén rất là dễ chết đúng không cả nhà. Đấy lúc này là lúc nóng não rồi. Câu 202. Câu 202 đấy, bất kỳ những cái người nào mà đọc lớp chớp không gạch những từ khóa như chú Bích thì đều bị chết hết. Ok ạ. Nào, câu 202 ạ, chuyên Hạ Long lần 2 năm 2019. Cho các phát biểu sau, cho các phát biểu sau ạ. À, cảm ơn tất cả các cháu đã phát hiện ra lỗi sai chú Vinh nhá. Câu 202 ạ, cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là glucose phản ứng với hydro cho sản phẩm là sorbitol, chính xác. Trong môi trường axit, glu và fructose có thể chuyển hóa lẫn nhau, sai ạ, trong môi trường kiềm nhá. Có thể phân biệt glu và fructose bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3, sai. Phản ứng với AgNO3 trong NH3 thì cả hai thằng đều phản ứng. Được chưa? Trong dung dịch glucose và fructose thì đều hòa tan siêu quát 2 lần ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam, chính xác. Fructose là hợp chất đa chức, sai ạ, nó là hợp chất tạp chức. Có thể điều chế ancol ethylic từ glucose bằng phương pháp sinh hóa. Sinh hóa chính là lên men đấy ạ. Đúng ạ. Vậy đây mình có số nhận định đúng là A đúng là 1, D đúng là 2, D lần nữa đúng là 3. Chúng ta có 3 nhận định đúng ạ. 1, 2, 3. 3 nhận định đúng. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Được chưa? B, bỏ. Ok ạ. Đáp án B, bỏ nhá cả nhà nhá. Được chưa? B, bỏ nhá. À câu 199. Vẫn là 199 ạ. Lỗi nhiều quá. Muối phenin amoni không tan trong nước là sai ạ. Nó phải là tan trong nước ạ. Đấy. Ok. Ui lỗi nhiều thế. Vậy chỉ có CD đúng thôi. Đọc lại nào. Bốn nguyên tử oxy. Lực 3 giờ đúng rồi. Chúng mình đọc lướt quá. C sai. Ui thế này coi như chúng mình mất 0,25 điểm rồi. Tiếc chưa? Quá tiếc nhờ. Câu 203. 203. Chuyên Hạ Long lần 2 năm 2019 ạ. Chuyên Hạ Long lần 2 năm 2019 ạ. Đốt cháy hoàn toàn ethanol đơn chức mạch thở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol nước, chính xác. Tất cả các axit carboxylic thì đều không tham gia phản ứng tráng bạc. Tất cả các axit carboxylic thì đều không tham gia phản ứng tráng bạc, sai. Anh HCOOH là có tham gia phản ứng tráng bạc nhá. C ạ. Phản ứng thủy phân este trong môi trường bazơ là phản ứng thuận nghịch là sai. Trong môi trường axit mà là thuận nghịch. Tất cả các ancol no đa chức đều hòa tan được CO2 lần. Sai ạ. Ancol no đa chức nhưng nó phải kề nhau cơ, đa kề cơ, sai nốt ạ. Vậy đây mình sẽ có là số phát biểu đúng là mình chỉ có một phát biểu đúng thôi, đấy là phát biểu A. Nên đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D nhá, đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 204. 204 ạ. Chuyên Vinh lần 2 năm 2019 ạ. Chuyên Vinh lần 2 năm 2019 ạ. Thực hiện các thí nghiệm sau. Thực hiện các thí nghiệm sau. Sau khi phản ứng xảy ra, số thí nghiệm xảy ra phản ứng ô xóa khử là. Sau khi phản ứng xảy ra, số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxy hóa khử là. Nung nóng KNO3 có tạo thành KNO2 cộng oxy, oxy hóa khử một cháu. FeOH2 lần vào H2 bốn đặc nóng có xảy ra phản ứng nhưng không phải ô xóa khử. Clo và FeCl2 thì nó tạo thành FeCl3 có ô xóa khử. KH4 vào FeCl2 không ô xóa khử. Si vào NaOH tạo thành Na2 SiO3 cộng H2 có ô xóa khử. 1, 2, 3. 3 thí nghiệm xảy ra phản ứng ô xóa khử nhá. A này, C này. A, C và E, 3 thí nghiệm, đáp án đúng là đáp án B, bỏ. B, bỏ. Được chưa? B, bỏ. Câu 205. Câu
205 nhá. Chuyên Vinh lần 2 năm 2019. Chuyên Vinh lần 2 năm 2019. À, số phát biểu đúng là sục khí CO2 tới dư vào dung dịch BaAlO2 sau phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa trắng gồm hai chất là sai. Bởi vì CO2 dư thì không có kết tủa BaCO3 đâu, mà nó là BaHCO3 và mình chỉ có một kết tủa thôi, AlOH3 lần. Được chưa? Nhỏ dung dịch NaLO2 vào lượng dư dung dịch KHF4 thì thu được kết tủa trắng. NaAlO2 mà vào lượng dư KHF4. Ở đây là KHF4 dư. Nhá, vì vậy nó không có kết tủa, được chưa? Kết tủa AlOH3 lần là không tồn tại trong H cộng dư. Vứt tiếp. Chì và các hợp chất của chì đều rất độc, chính xác. Nước có chứa nhiều ca-chiêu canxi 2 cộng, nan nhầm, nát đi cộng, magie 2 cộng, HCO3 trừ gọi là nước có nước cứng tạm thời, sai ạ, canxi 2 cộng chưa. Trong đời sống người ta thường dùng clo để diệt trùng nước sinh hoạt, chính xác. Vậy ở đây câu 205 chúng ta chỉ có hai nhận định đúng C và E. Hai nhận định đúng, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, được chưa? Đáp án đúng vào đáp án A. Ok, câu 205. Một số phát biểu đúng là C và E. Có bạn hỏi là tại sao C đúng? Tại vì là clo tác dụng được với lại FeCl2 mà cháu. Nếu là sục clo vào thì sắt dương 2 sẽ lên sắt dương 3. Ok. Câu 206 ạ, đề Chuyên Vinh lần 2 năm 2019 ạ. Đề Chuyên Vinh lần 2 năm 2019. À, cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là dung dịch là ép loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng, chính xác. Kim cương được dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh, chính xác. Nitơ lỏng được dùng để bảo quản máu và các mẫu vật sinh học, chính xác. Phân tử amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh, chính xác. Trong nọc kiến có axit formic để giảm đau nhức khi bị kiến đốt có thể bôi vôi tôi, chính xác. Cellulose trinitrat được ứng dụng để sản xuất tơ sợi, sai ạ. G sai ạ. Vậy ở đây mình có số phát biểu đúng là A đúng, B đúng, C đúng, E, D đúng, E đúng. 1, 2, 3, 4, 5. 5 phát biểu đúng các cháu nhé. Tổng cộng mình có 5 phát biểu đúng nhé. 5 phát biểu đúng. Đáp án đúng là đáp án B, bò. B, bò. 5 phát biểu đúng. Câu 207 ạ. Câu 207. Đề Chuyên Vinh lần 2 năm 2019. Câu 207. Đề Chuyên Vinh lần 2 năm 2019. Tiến hành các thí nghiệm sau. Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm sắt bị ăn mòn điện hóa học là? Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm sắt bị ăn mòn điện hóa học là? Nhúng dây sắt nguyên chất và dung dịch AgNO3 có ăn mòn điện hóa, một cháu. Cắt biến tôn sắt trắng thép để trong không khí ẩm. Sắt trắng thép để trong không khí ẩm. Chú ý ạ, sắt có bị ăn mòn không ạ? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt? Ở đây là kẽm bị ăn mòn nhưng không phải sắt bị ăn mòn. Vứt. Mặc dù là có ăn mòn điện hóa nhưng đây là kẽm bị ăn mòn nhưng không phải sắt. Nhúng dây sắt vào dung dịch H4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch COS4. Nhúng dây sắt vào dung dịch H4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch COS4. Dây sắt vào dung dịch H4 loãng nhé. Nhỏ vài giọt vậy là có ăn mòn điện hóa của sắt đúng không ạ? Có. Cuốn sợi dây đồng và đinh sắt thì sắt cũng bị ăn mòn, chính xác. Mình có 1, 2, 3 nhá, có 3 thí nghiệm sắt bị ăn mòn điện hóa. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 208. Đề chuyên sư phạm lần 1 năm 2019. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch H24 loãng này. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch H24 loãng là bạc là không này. Fe3O4 có đúng không? Fe3O4 có. Na2CO3. Fe3O4 có, Na2CO3. Na2CO3 có không ạ? Có. FeH3 lần có. 1 2 3 cháu. Ba cháu phải đáp án đúng là đáp án A. Câu 209. Câu 209 cho các chất sau. Cho các chất sau. Số chất phản ứng với CH2 lần trong môi trường kiềm tạo thành dung dịch màu xanh lam là. Số chất phản ứng với CH2 lần trong môi trường kiềm tạo thành dung dịch màu xanh lam là có bao nhiêu chất? Nào có bao nhiêu chất ạ? Phản ứng với CH2 lần trong môi trường kiềm mà lại tạo thành dung dịch màu xanh lam ạ? Fructose là bột đúng không ạ? Glucose là hai, cứ OH đa kể là được. Ethylacetate không được. Valine gliala không được bởi vì cháu này màu tím nhá. Vậy đây mình có mấy chất ạ? Một, hai chất thôi. Đáp án đúng đáp án C. Câu 210. 210. Số phát biểu đúng là độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ, chính xác.
Thành phần chính của Super Phosphate kép gồm, sai ạ, không có CS4 trong Super Phosphate kép. Kim cương được dùng làm đồ trang sức chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh, chính xác. Ammoniac được sử dụng để sản xuất axit nitric và phân đạm, chính xác. Vậy đây mình có số phát biểu đúng, được chưa? Số phát biểu đúng ạ. Số phát biểu đúng là gì ạ? 1, 2, 3, 3 phát biểu đúng. Đáp án đúng là đáp án A. Thấy chưa? Ở đây có bạn thắc mắc là câu 207. Cuốn sợi dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào dung dịch AlCl3. Thì ở đây là hai điện cực khác nhau tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện li là ăn mòn điện hóa học nhá. À, sắt mạnh hơn nên sắt bị ăn mòn. Đúng ạ. D đúng ạ. Được chưa? Được chưa? Vậy ở đây chúng ta có này. 210 đáp án A, 207 đáp án C. Ok chưa cả nhà? Rất là dễ đúng không?